Truyện ngụ ngôn, các loài vật bị bệnh dịch hạch. Thủ xưa, có một căn bệnh dịch hoành hành khiến cho muôn loài vô cùng sợ hãi. Đó là căn bệnh mà Chúa Trời đã tạo ra trong lúc tức giận để trừng phạt tội lỗi tàn sát lẫn nhau trên trái đất. Đó là bệnh dịch hạch. Căn bệnh này chỉ trong một ngày thôi cũng có thể làm cho âm phủ đầy ắp những hồn ma. Thật nguy là căn bệnh ấy đang gây chiến với các loài vật. Chúng không chết hết nhưng tất cả đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Chẳng ai thiết tha đến việc tìm kiếm kế sinh nhai. Không ai còn háo hức đến ham muốn tầm thường của mình. Cả sói, cáo cũng chẳng buồn đoái hoài đến những con mồi hiền lành và ngây ngô. Bầy chim cu gáy chạy trốn, chẳng còn tình yêu cũng hết cả niềm vui. Thấy tình hình như vậy, sư tử mới triệu tập hội đồng các loài vật lại và nói: Thưa các bạn yêu quý, ta cho rằng ông trời đang trừng phạt những tội lỗi của chúng ta nên mới gây tai ương này. Thế nên kẻ độc ác nhất trong đám chúng ta phải hiến thân để làm dịu cơn giận dữ của người. Có thể như vậy mới chữa được căn bệnh này cho muôn loài. Sử sách xưa nay cho thấy với những tai họa tương tự, người ta cũng phải sám hối như thế. Chúng ta đừng tự huyễn hoặc ca tụng bản thân nữa. Hãy thành thực kể ra khuyết điểm của mình đi. Về phần ta, quả là vì mãi thói phàm ăn nên đã buộc phải xơi thịt cừu. Thực ra bọn chúng có làm gì ta đâu, cũng chẳng chống cự nữa. Tệ hơn, thậm chí đôi khi ta còn ăn thịt cả một đồng. Ta xin thú nhận hết lòng và nếu cần ta xin hiến dâng, nhưng ta thiết nghĩ tốt nhất là mọi người cũng nên thành thực như ta. Vì chúng ta cần xét xử theo công lý để tìm ra kẻ tàn ác nhất. Cáo vội cất lời: Tâu bệ hạ, ngài quả là một vị vua nhân từ tốt bụng hiếm thấy. Những đắn đo của ngài thật tinh tế biết bao. Ăn thịt cừu ư, cái bọn vô lại ngốc nghếch ấy bị ăn là đáng. Làm sao coi đó là tội lỗi được. Chính bọn chúng phải bị trừng trị mới đúng, tâu bệ hạ. Bọn ấy còn phải thấy hân hạnh khi được ngài hạ cố ngấu nghiến là đằng khác. Còn đối với tên chăn cừu, hắn là kẻ xứng đáng với mọi lời xấu xa nhất. Chính hắn là một trong số những tên dám thống trị trên mọi loài vật. Cáo vừa dứt lời, tiếng vỗ tay của bọn nịnh thần vang lên rầm rầm. Chẳng ai dám bới móc tội ác của sư tử, hổ, gấu và tất thảy đám vật hùng mạnh khác, những kẻ đúng ra là không thể tha thứ nhất. Tất cả những kẻ gây gỗ, tội lỗi như con chó ngao, dưới cách nói bào chữa cho nhau, đều trở thành các vị tiểu thánh nhân. Đến lượt lừa ta lên tiếng, chú kể, tôi có nhớ một lần đi ngang qua đồng cỏ của vị tu sĩ nọ, trong bụng đang đói cồn cào mà cỏ non lại mềm quá, không biết quỷ đưa lối thế nào tôi đã gặm một chút cỏ chỉ rộng bằng lưỡi tôi thôi. Đúng ra tôi không có quyền như thế, vì công bằng tôi xin thú thực như vậy. Lừa vừa nói xong, tiếng la ó đã vang lên rầm rầm trút lên lưng chú. Một con sói khá thông tỏ luật pháp liền lên giọng bằng bài diễn thuyết rằng cần phải hiến tế con vật đáng nguyền rủa này. Rằng chính cái con trụi lông, ghẻ lở ấy đã gây ra mọi bệnh tật. Lỗi nhỏ của lừa lập tức biến thành án treo cổ. Ăn cỏ của người khác, một tội tày trời không thể tha thứ được. Tội ác ấy ngoài cái chết ra không gì có thể thay thế được. Để cho chú ta thấy tội lỗi của mình, cả bọn lôi chú đi thực thi án ngay lập tức. Bài học từ câu chuyện, những người yếu đuối thường phải chịu đựng hậu quả từ những việc làm sai trái của kẻ mạnh. Fable: The Animals and the Plague. Once upon a time, a severe plague raged among the animals. Many died, and those who lived were so ill that they cared for neither food nor drink and dragged themselves about listlessly. No longer could a fat young hen tempt Master Fox to dinner, nor a tender lamb rouse greedy Sir Wolf's appetite. At last the lion decided to call a council. When all the animals were gathered together, he arose and said, "Dear friends, I believe the gods have sent this plague upon us as a punishment for our sins. Therefore, the most guilty one of us must be offered in sacrifice. Perhaps we may thus obtain forgiveness and cure for all. I will confess all my sins first. I admit that I have been very greedy and have devoured many sheep. They had done me no harm. I have eaten goats and bulls and stags. To tell the truth, I even ate up a shepherd now and then. Now, if I am the most guilty, I am ready to be sacrificed. But I think it best that each one confess his sins as I have done. Then we can decide in all justice who is the most guilty." "Your Majesty," said the fox, "you are too good. Can it be a crime to eat sheep,
such stupid muttonheads? No, no, Your Majesty. You have done them great honor by eating them up. And so far as shepherds are concerned, we all know they belong to that puny race that pretends to be our masters. All the animals applauded the fox loudly. Then, though the tiger, the bear, the wolf, and all the savage beasts recited the most wicked deeds, all were excused and made to appear very saint-like and innocent. It was now the ass's turn to confess. I remember, he said guiltily, that one day as I was passing a field belonging to some priests, I was so tempted by the tender grass and my hunger, that I could not resist nibbling a bit of it. I had no right to do it, I admit. A great uproar among the beasts interrupted him. Here was the culprit who had brought misfortune on all of them. What a horrible crime it was to eat grass that belonged to someone else. It was enough to hang anyone for, much more an ass. Immediately they all fell upon him, the wolf in the lead, and soon had made an end to him, sacrificing him to the gods then and there, and without the formality of an altar. Moral of the story: the weak are made to suffer for the misdeeds of the powerful.